Cũng trong sáng nay, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả việc tổ chức lý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền các xã, phường, thị trấn và các cơ quan tổ chức, đơn vị có người ứng cử để tổ chức 79 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Đối với 100 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo dân chủ đúng luật, đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch. Tổng số cử tri nơi cư trú có mặt tại hội nghị đảm bảo theo quy định. Kết quả có 99 người được giới thiệu ứng cử có số phiếu tín nhiệm đạt 100%, một người có tỷ lệ tín nhiệm đạt trên 92%. Theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để đảm bảo số dư người ứng cử theo quy định, Hội nghị Hiệp thương lần 3 chỉ lập danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử, đảm bảo cơ cấu thành phần để bầu 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nhận được đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử của 13 người. Tại hội nghị này sau khi nghiên cứu thảo luận, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết nhất trí lựa chọn và thông qua danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn đảm bảo cơ cấu thành phần để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh nhấn mạnh, với tinh thần dân chủ, khách quan, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã có sự thống nhất cao để lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định. Đồng chí đề nghị các đại biểu trên cương vị công tác của mình tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo, tích cực vận động đoàn viên hội viên người thân và cử tri nơi công tác nơi cư trú thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của cử tri đóng góp vào sự thành công chung của cuộc bầu cử